chết chưa? Đây con xuống, con rửa giùm cho chú tí mấy cái dưa đi. Cái cô chừng về sau. Rửa đâu? Đây đây đây, ngay góc này. Đúng đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không có chừng nó men hết không? Nó thuốc bị nhiều hả? Chưa, chưa đang quay nè. Tí chuyện đi quay hả? Đúng rồi. Đây. Giờ cái này sẽ bỏ ngay đây đi. Bí ơi, bí đâu có củi không? Hái cho chú Tí, quên, lụm cho chú Tí một mớ củi đi. Xong rồi Tí xuống đây ngồi ăn nè. Chú tìm chú Tí nè. Chú Tí đang mắc nướng rồi. Ở trên con có củi không? Dạ. À. Hả? Quên. Hả? Lên đó củi cũng được. À. Đó, đưa con được rồi. Ấy. Chưa. Buồn nóng quá. Chứ việc phải đi tắm một cái. Đây, nó tiếng nè. Bây giờ lại chung nó bắt rồi. Ừ. Lại chung cắt đầu kia này. Sao? Chung cắt cái đầu. Thôi vậy. Đầu này nè. Thôi giờ nó cắt gì. Có cái đầu á. Còn thằng bí ở trên kia nó có then không? Đây lên xin then cái rồi. Đó, cái thằng đó đó. Mấy thằng đang tắm hả? Ừ. Nó đi mình đó mà. Kìa, kìa, kìa. Bê Mỹ nó có bê Mỹ à? Đây là nó đi bê Mỹ đó. Không biết. Không. Cái nó đi còn là chị không à? Ủa? Đi, chú cháu mình lên xin then. Đây là con đi hái cho tiếng mới lé đi. Con sắp ở ngoài kia đi xong rồi. Khi mà chú Kiệt nướng ra đây không rồi á thì con cầm cái này con bỏ ngoài đây. Giấy tí đỡ ngay chỗ này. Con này nó hơi lâu á. Qua đây. Cắm con sư tử đang câu kìa. Rồi thì được con nóng quá. Đây thành viên nhí nè. Đâu? Đâu? Đây thành viên nhí đây. Xé là tuyệt vời. Đây. Rồi, chín không? Tí nữa. Đây, từ nhỏ giờ xuống nó tắm rồi. Đây, để cho tuyệt vời nước. Nước thêm. Tí cho từ nhỏ lên ăn. Ui, trời ơi. Đây tôi coi sư tử câu
lúc mình lại đây phòng này không bị lấy lên luôn bị khách bùng con ui thằng bé đây hai xem sắp chữ chín này nha bà con chưa đâu chưa đâu bên kia là bắp coi đúng rồi mình sẽ gieo trong trái thì từ từ ra chó lộn bé bả bắp 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 còi vèo bả bắp bắp còi vèo không phải à mày muối bả đâu cái tê để coi thử coi mấy em mấy mấy đứa đi tìm muối đưa rồi coi mấy cái bị đó có không xài chú xài đi xài không đây thành quế sắp sửa xong rồi ai trời để cho quế ô giờ luôn rồi quế đây mấy cái cháu hôm nay ra lại con suối đây suối này nói chung hôm nay cũng đông nè chưa rồi muối đâu ta quen đi không có bị muối là hỏng luôn á muối là chưa chú kịp dễ chưa ào chưa chưa cầm đi mẹ chưa đâm xong không ai nhét vô bị sao hả có đúng không bị sụp rớt không có chồng thôi đợi chú tí đợi tí xuống rồi đưa con đây thành viên nhí nè đây. Xin gái nhất tiêm đâu quên đây xin gái nhất tiêm người ta đây ông kia là xấu rồi dạng xấu đâu xấu đớn kia là bí mèo idol tốt đây idol mới nè tu ti chưa học lớp 5 đúng không dạ. Học lớp 5 đúng không dạ. Để mấy chú cháu làm cái bãi này đây ai che ủa sao hôi của chứ à hôi của quê nha à cái đó chấm với cái này mới ngon nè chấm gì đây nè ui cho luôn cha tương ớt kìa này chè biết tội chưa kìa này chè kìa có một tim nhí ở trên kia kìa đấy tôi được mấy đứa này ở dưới đây con à còn nguyên luôn thôi mình từ con mình ăn cái mà mình trút đi chú và các bé
Đây, cái này chín rồi. Ui, trời khô luôn à. Đây, cái xe báo rồi. Coi chừng nó rớt ra đũa nha. Ngon lắm á, đó cái đó chấm vô ra là y xì luôn á. Đó quẹt lên em mới tiếng đúng rồi hay quá. Đây nói chung là hôm nay lên trên đây cũng đông nhờ. Đâu đỡ đi mặt đây nãy nó cháy rồi mẹ. Đâu. Chưa cái cục nó vàng con hè, nó vàng đó. Đây ăn đi mấy đứa, ăn đi đứa đi, ăn gì đây. Ngon không? À, kìa. Ngon quá nhỏ. Hàng xinh ngon quá. Đây, con vịt đây. Quay đó. Con bỏ dòng lọc chai quay đó. Ai đồ mới chấm về không? Ai đồ cho quy chắc là ngon chưa? Đây ở trên này cũng có một nhóm này, mấy bí nó lên trên đây rồi, nó tắm ở xong rồi nó lên trên đây rồi, thôi chưa? Đây, còn một tớp thì ở dưới đây, kìa đang bắt cái gì vậy kìa? Còn sư tử này đang ngồi đi câu kế tiếp nè. Sáng giờ nó câu được mấy con rồi. Xéo. Cái đầu câu của sư tử đâu? Cái gì? Cái đầu câu. Đầu câu em đi rồi. Hả? Đầu câu là gì vậy? Màu rồi đó. Mồi đó, nó như mồi đi. Đây cũng chạy sư tử nó cậu ké. Cái kia còn chín là con, xong rồi bỏ ké lên là y xì luôn á. Đây. Bây giờ tưởng hồi nãy nó cậu đây cái to kinh khủng luôn. Đây, mấy bí kìa nó chui vô trong cái hốc này nhìn cưng cô ti coi chưa. Để tắm thì gọi chui vô ngồi nó ăn kìa. Sư tử thì tại bây giờ câu dưới này. Kể chưa? Mấy anh nhỏ thì anh kêu được chưa? Rồi con bơi trước đi. Để cho Kiệt xin lên kia nướng xong cho nó xong kìa. Cứ dùng tí mèo. Hử? Cứ dùng tí mèo. Ok. Ủa. Cắt cho không? Ừ. Ok, xeo này con cắt luôn. Đây. Nóng không? Đây. Đi bơi tôi nghe mượn điện thoại. Wow, cắt đi nó dữ. Chín rồi. Nóng chín chưa?
Đi bao thêm chọn thôi. Ờ, thêm. Còn có ai đi đâu đi. Thêm. Thôi để chị đi coi. Chú tí nè. Chú tí đi. Chị đi vậy? Chị đi tháng 3 được. À, wow, còn cách thử nhất rồi nha. Tôi bao được. Chưa thấy mắt đâu ăn rồi. Lấy mắt đang mắt quẹt rồi. Tắm đi. Khô luôn, ở trên đây là khô luôn. Từ từng tí. Xong khi đợi đấy còn xong rồi. Rồi, để chưa? Quá tuyệt vời. Đây nghe chỗ đây. Rồi con dọn mấy này lên luôn. Đây. Đây, bỏ bỏ ngay đây nè. Một tí dỡ đây. Đây giờ bỏ hiện tại bỏ ngay đây đi. Đây giờ sẽ tử tí. Đi lên. Đây đây dọn lên chỗ. Dọn lên mình chiến thôi. Chừa cái bị lại. Đây cầm cái dao lên cái bị đây là bỏ đây đi. Đây. Đây gieo nè. Con lụm cái đây mấy kia tới. Đây đưa cho chú đi. Ai cô dừng nó nóng. Đấy, được. Rồi, bỏ cái đó đi. Xin nhìn nó ngon cái gì. Đâu? Giòn. Đâu? Đùi gì tập á. Mới hơi nhỏ. Ngon chưa? Hay là đi. Ừ. Ê, chào mấy chút đi. Đây thôi. Đang sư tử đánh đó. Đang mốt luôn đi ăn đại luôn đi. Bí nhỏ nhất thì ăn cánh khô như cái tâm vậy. Xí đi. Nóng không? Nóng. Bơ đơ. Tiệt quá chứ ổng. Đang bí đi ăn ngon ghê chưa? Ủa? Theo mình lên xuống. Nó bỡ bị hùa, bị bệnh hùa. Đây. Kêu ngừ không sống được. Ngay luôn rồi. Lên có cái bàn đó. À. Đâu mày đang ăn xuống nước được không? Hả? Em quay. Không, hư liền.
Chờ con không cái kìa. Con thuốc mày xuống nước. Đây 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 đây. Ủa sao giấu cái đùi dưới đây vậy? Hay xe gì chi lại rồi? Đùi núp lòng hả? Đây. À, ông kia ăn ít thôi. Làm cho kia núp lùm mà. Nhường cho phụ nữ ăn rồi. Cái này nó nước sâu chứ mình bữa không nhảy được. Đây thịt vịt mà đúng không? Ừ, đúng rồi. Chú ăn được không? Đúng rồi. Gọi cho chú bị gì? Là không ăn được thịt gà. Viêm son con. Ý là viêm chảo thì ăn được chứ còn viêm son thì nó hơi. Nó không ăn được thịt gà đúng không? Ai chè chín ngon rồi thấy không? Đây nè, bí chút. Trời ơi. Đây. Ủa nó chín ngon rồi chưa? Nó chưa. Đây 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 đây. Cái ăn cái đó thẻm như vậy. Đây đây đây, cái này mới ngon nè. Em mày tiếng ầm không? Đút ra ầm. Nè, cô thủy có ai nè, nhiều nè. Ăn đi con. Thôi chú Kiệt sẽ cắt ra cho. Sao? À, chú con ăn đi, con ăn đi. Ồ, ủa nó chín ngon rồi chưa? Đây nè, để chú Kiệt cầm đây nè rồi. Rồi con sỉ. Thả ra. Đó, đúng rồi, mạnh bạo rồi lên. À, đấy. Chà 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 chà. Quế ngon, quế ngon. Ê. Vậy thôi quánh lòng nữa con. Con gặp nó là nó. Đâu có đâu con. Đầu nó khô cái đó mà. Trời ơi con nghĩ sao mà trong đây nó trắng như thế này mà đây chưa chín gì nữa. Cái chùa đó. Ở trong phi mới giờ nên thấy đen đen lại. Thôi, đâu. Không, ý là chú Tuyệt chú Kiệt là mới tiễn vừa hờ nghỉ hè. Thì từ bển này là coi như là nó ăn thịt beo, thịt beo, thịt khổ đâu nó tiếng... giờ nó gầy nó mập mập được chút. À đúng rồi. Ý là ốm quá loại hai lỗ tai. Như không điên á, lộc. Như anh điên á. Ông sợ mũi á. Ờ. Sợ cây kim que cái là mũi á. À. Ý là lo mũi bị dị tật không? Ừ. Nè. Từ từ. Ướt hết eo. Đi xuống, ướt hết eo. Ê, đừng. Không xe đâu. Đây, con ngồi ở đây. Đây, hiện tại bây giờ nó mới nhỏ. Thôi, để cho nó ăn nè. Cái này thì tiếp tục con. Eo cái video này lại. Thì máy nó cũng đang hết pin rồi. Hiện tại bây giờ nó cũng đang chiều rồi. Cái cháu hiện tại bây giờ cũng đang chăm thủ.